mình sẽ đi hai chiếc xe đạp này và lấy chuông cô báu nha. Ở đó có tất cả những điều mà em muốn đấy. Anh ơi, đi thôi. Đi. Come on. Anh ơi, đi vào đây. Ờ, đến rồi hả anh? Ơ, hai đứa. À, có phải hai đứa đến đây tìm kho báu đúng không? Đúng ạ. À. Kho báu của hai đứa đây nha. Vâng, cháu xin chú. Thì hôm nay có rất nhiều các bạn nhỏ đến đây để tìm hộp Mino bột để sở hữu kính bơi năng động Mino siêu xịn đấy. Anh ơi, anh đã tìm được kho báu Mino bột. Có tặng kính bơi rồi này. Ui anh ơi, đúng thứ em cần luôn. Nhưng mà em lại muốn uống Milo đi bơi cơ. Thì phải làm sao hả anh? Kho báu vẫn còn mà, đi theo anh. Come on. Em mấy em vào đây. Vâng ạ. À, em mấy em đến siêu thị rồi này. Vâng anh ơi, giờ hai em mình vào đi. Đi vào đi. Vâng anh. Em ơi em, anh tìm thấy rồi này. Ủa anh ơi, đẹp quá, bình nước năng động xịn quá anh ạ. Em ơi em, khi mua một hộp Milo bột thì được tặng một bình nước năng động em ạ. Bình nước năng động có hai màu em ạ, là màu xanh và màu cam. Em pha Milo bột vào bình nước này, em có thể vừa đi bơi, vừa uống luôn em ạ. Ủa anh ơi, tiện lợi thế, bình nước năng động này còn có hai màu xanh và màu cam. Em đề nghị em chọn màu xanh, anh chọn màu cam cho giống áo của anh. Ok luôn em ơi, bình nước của em này. Em xin à. Chúng mình đi về đi. Vâng à. Hẹn anh vào vừa quên. Anh Minh ơi, sao anh Minh hôm nay lại mặc bộ đồ đầu bếp này? Hôm nay anh mặc bộ đầu bếp này để yêu cầu những đồ của em muốn. Bây giờ em ra ngoài bạn chờ anh để anh trình diễn. Vâng ạ. À. Có Milo bột là có tất cả các bạn ạ. Món đầu tiên. Mình sẽ cắt sữa chua thành những miếng nhỏ. Các bạn ơi các bạn, bây giờ mình đã cắt xong sữa chua rồi này. Bây giờ mình sẽ mở hộp Milo các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ lấy bột Milo để rắc cái sữa chua. Món sữa chua Milo giòn mà các bạn. Bây giờ mình xin mời em Ánh nha. Đồ em đây này. Em xin. Ui các bạn, món sữa chua Milo giòn nhìn hấp dẫn thật đấy các bạn ạ. Ngon quá các bạn ạ. Ngon. Được rồi, con cú mi ăn các bạn ạ. Ngon rồi các bạn ạ. Em ơi, em ăn thấy thế nào? Anh ơi, ngon thật đấy. Em ơi, anh sẽ làm cho em món tiếp theo nha. Các bạn, đây là món tiếp theo nha. Ở trên tay của mình đây là hai cái bánh mì các bạn nha. Bây giờ mình sẽ cắt ra. Các bạn, mình đang cắt bánh mì này. Bây giờ mình sẽ lấy bột Milo bạn nha. Mình sẽ cần thêm sữa đặc nha. Bạn ơi, đây là mình sẽ cho ít nước vào nha. Để trộn đều Milo sữa bạn nha. Lên gì phải đều nha. Các bạn nhớ là pha Milo để sữa đặc là cho nước nóng vào nha, để nó đặc như này này. Bây giờ mình sẽ quết lên bánh mì.
mời em ăn này. Ui dạ anh ơi, món này hấp dẫn thế, để em ăn thử xem có ngon không. Hả anh ơi, Milo quay lên bánh mì ngon quá anh ạ. Ôi anh ơi, ngon thế này mỗi sáng anh làm cho em đỡ đi ra mua bánh mì anh ạ. Ngon à. Ngon đi bạn. Bây giờ mình sẽ làm món tiếp theo nha. Ok. Đầu tiên mình sẽ mở hộp Milo ra. Hân sẽ mở hộp mình nha. Hân sẽ lấy Milo để cốc vào nha. Mình giống đầu bếp chuyên nghiệp không các bạn ơi. Các bạn ơi các bạn, cái bình nước của Milo ấy nha, để là thật các bạn ạ. Một pha Milo đi đâu cũng uống được các bạn ạ. Mình đi bơi nha, mang cái này đi uống sướng các bạn ạ. Sau khi chúng mình lắc đều Milo xong thì sẽ cho thạch vào sữa Milo các bạn nha. Bây giờ mình đã có một sữa lắc Milo kim cương thạch các bạn ạ. Đây, bây giờ mình sẽ mời anh uống nha. Come on. Các bạn ăn các bạn, cũng ngon phải đấy các bạn ạ. Có cả thạch ở trong này, ăn rất là ngon các bạn ạ. Anh Minh ơi, hôm nay anh làm đồ bếp, nấu ăn cực giỏi luôn. Món nào cũng ngon, anh nấu ngon phải đấy. Rồi, anh của em mà làm. Anh ơi, bây giờ anh em mình đã làm đủ năng lượng rồi. Bây giờ, hành động thôi. Come on. Có cái gì đẹp chưa kìa, đi vào xem mình đi. Anh Minh ơi, hai cậu lấy kính bơi ở đâu mà đẹp thế? Wow. Cả bình nước nữa. Cậu ơi, có Milo là có tất tần tật nha cậu. Đúng rồi em ạ, có Milo là có tất tần tật em nha. Anh em ơi, với một hộp Milo bột có thể siêu tầm được kính bơi và bình nước năng động, nhưng phải lưu để đổi quà, đúng ý nhé. Mua một hộp Milo bột hoặc túi 2 dây Milo bột tại cửa tiệm tạp hóa sẽ sưu tập được quà là kính bơi năng động. Còn mua một hộp Milo bột tại siêu thị sẽ sưu tập được một bình nước năng động. Với một hộp Milo bột không chỉ làm được một món mà chúng mình có thể làm cực kỳ nhiều món các bạn ạ. Wow. Món ăn này, món uống này ngon và sáng tạo các bạn nhé. Có thể mua 2 hộp để săn 2 bình nước khác nhau. Wow. Quân đây Quân, chị em mình về bảo mẹ mua cho đi. Các bạn ơi các bạn, còn chần chờ gì nữa, khuyến mãi khủng khi mua Milo bột các bạn ạ. Quà tặng năng động Milo năng lượng cho mọi ngày, năng lượng để cực năng động luôn.